Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới hôm nay, mở đầu chương trình sẽ là những hoạt động của lực lượng biên phòng vừa diễn ra trong thời gian qua. Cuối chương trình là phóng sự Sức trẻ trên tuyến đầu chống dịch. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban giữa ba lực lượng quân sự, công an, biên phòng quý 1 năm 2021. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2021, lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy chính quyền, phối hợp với các ngành chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, giải quyết các vụ việc khiếu kiện, mâu thuẫn phức tạp trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong quý 2, diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường. Các lực lượng, quân sự, biên phòng, công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện tốt việc trao đổi, thông báo tình hình thường xuyên và đột xuất, phối hợp xác minh, kết luận kịp thời những thông tin có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế, xâm hại đường biên, mốc giới, xâm canh, xâm cư, buôn lậu, hoạt động tội phạm qua biên giới. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triệt phá thành công đường dây đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Theo đó, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại địa bàn thôn Dê Chúa Thàng, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương. Các đối tượng gồm Dì Hội Sèng, sinh năm 1992, dân tộc Thu Lao, trú tại thôn Trúng Trải B, Ly Xeo Phìn, sinh năm 1992, dân tộc Mông, trú tại thôn Choán Ván, Pờ Trải Thắng, sinh năm 1993, dân tộc Pa Dí, trú tại thôn Trúng Trải B, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương. Bản thân ba đối tượng Sèng, Phìn và Thắng là những cư dân sinh ra lớn lên tại khu vực biên giới thuộc huyện Mường Khương, là người bản địa, nên bọn chúng rất thông thạo địa hình nơi đây. Do hám lợi, bọn chúng đã bất chấp dịch bệnh, tổ chức đưa 19 người băng rừng để vượt biên giới trái phép. Sau khi đưa 19 người vượt biên giới thành công, các đối tượng này đã chia nhau mỗi người 2.500 nhân dân tệ, tương đương 8,5 triệu đồng. Khi các đối tượng này vừa bước chân sang đến bên kia biên giới thì bị lực lượng biên phòng Trung Quốc bắt giữ. Dì Hội Sèng khai nhận, từ tháng 9 năm 2020 đến nay, y đã cấu kết với các đối tượng là người Trung Quốc, nhiều lần tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Với thủ đoạn hết sức tinh vi, có tổ chức, bọn chúng đã sử dụng triệt để tiện ích của công nghệ thông tin như Zalo, Facebook, WeChat để hoạt động nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, lợi dụng đêm tối, các đoạn biên giới hiểm trở, khó phát hiện để đối phó với cơ quan chức năng. Ba đối tượng đã đưa 19 người dân này đi bộ băng rừng hơn 3 tiếng đồng hồ trong đêm tối với quãng đường 3 km để đưa những người vượt biên giới sang Trung Quốc làm thuê. Trong thời gian gần đây, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai liên tục triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm là người dân địa phương cấu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới để đưa người vượt biên giới trái phép. Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với đồn biên phòng Simacai, công an huyện Simacai tổ chức bắt quả tang hai đối tượng thu giữ 6 bánh heroin xảy ra tại địa bàn biên giới thôn Lù Dì Sán, xã Sán Trải, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Các đối tượng bị bắt gồm Giàng Xeo Lìn, sinh năm 2003, trú tại thôn Nậm Sò, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng, và Giàng Xeo Chư, sinh năm 2000, trú tại thôn Khe Dùng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng. Cả hai đối tượng đều là dân tộc Mông. Khi các đối tượng đang trao đổi mua bán 6 bánh heroin, phát hiện lực lượng biên phòng, các đối tượng đã rất manh động, chống trả quyết liệt, hòng thoát thân, buộc lực lượng biên phòng phải nổ súng để trấn áp. Với sự mưu trí dũng cảm của lực lượng tham gia đánh bắt, hai đối tượng đã bị bắt ngay sau đó, đảm bảo an toàn về vũ khí trang bị và con người. Các đối tượng khai nhận toàn bộ 6 bánh hình chữ nhật bên trong bao tải mà bộ đội biên phòng bắt giữ là heroin mà Lìn và Chư đã vận chuyển từ huyện Bảo Thắng lên biên giới Simacai để bán cho các đối tượng là người Trung Quốc. Trong vụ án này, đối tượng Giàng Xeo Lìn là chủ mưu lôi kéo đối tượng Giàng Xeo Chư đi cùng.
các đối tượng đã có sự cấu kết chặt chẽ, địa điểm giao hàng được thay đổi liên tục nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chúng thường lợi dụng đêm tối ở khu vực biên giới, địa hình hiểm trở. Đối tượng Lìn cho biết nếu giao dịch thành công 6 bánh heroin thì sẽ nhận về số tiền là 840 triệu đồng. Theo kết quả xác minh của lực lượng bộ đội biên phòng, thì đối tượng Giàng Xeo Lìn là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Bảo Thắng về tội cướp tài sản. Căn cứ vào kết quả điều tra của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn thôn Lù Dì Sán, xã Sán Trải, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền. Ngay sau khi bắt giữ thành công hai đối tượng thu giữ 6 bánh heroin, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Simacai đã thưởng nóng cho đồn biên phòng Simacai 10 triệu đồng và tặng giấy khen cho một tập thể và 9 cá nhân nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ tham gia bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau một thời gian nhận nhiệm vụ tăng cường cho đồn biên phòng Mường Khương, trung sĩ Nguyễn Việt Hưng, học viên tiểu đoàn 2, học viện biên phòng, gắn bó với chốt dã chiến số 2 nằm trên cột mốc số 147. Đôi chân người lính trẻ đã quen với những con dốc trơn trượt, những đoạn đường mòn lên chốt. Cùng các chú các anh thực hiện nhiệm vụ trên núi cao, nơi thiếu thốn khó khăn đủ bề, đôi bàn tay thư sinh của anh Hưng cũng đã quen với những công việc lao động khá vất vả. Thường trời thường hay mưa nên là thiết trơn trượt. Khi em học ở trường thì các thầy cũng trang bị tương đối đầy đủ những kiến thức và cũng như những cái kinh nghiệm thực tế của các thầy ở trường. Thì em cũng hình dung dần dần ra cuộc sống, sinh hoạt, công việc của các anh ở trên đồn biên phòng. Và trước đó thì em cũng đã có được hơn một tháng đi thực tế dân vận ở Sơn La nên em cũng đã được tiếp xúc với cả biên giới nên em cũng hình dung ra được. Nhiệm vụ cũng như là trách nhiệm của bản thân của em đối với cộng đồng xã hội thì em cũng xác định rõ là trách nhiệm, ý thức trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ này. Khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy. Cũng là học viên tiểu đoàn 2, học viện biên phòng, trung sĩ Hoàng Ngọc Sơn được giao nhiệm vụ tăng cường cho chốt dã chiến số 6, đồn biên phòng Simacai, đơn vị quản lý đoạn biên giới chạy dọc sông Chảy. Nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ngày đầu, bây giờ Sơn đã quen với nhiệm vụ, với cuộc sống sinh hoạt nhiều khó khăn ở vị trí đóng chốt. Việc đi tuần tra thường xuyên hay là chống nạn vượt biên trái phép, bọn em học tập thêm được nhiều điều rất nhiều từ các anh các chú. Nhiệm vụ được cấp trên giao thì em nhận thấy nhiệm vụ này thì cũng mặc dù cũng tương đối là vất vả, nhiều khó khăn, nhưng mà đây cũng là cơ sở để em có những kiến thức để sau này ra với thực tế đơn vị sau này, bởi vì bọn em còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp để ra trường. 54 học viên Học viện Biên phòng tăng cường cho tuyến biên giới Lào Cai đã không ngại khó ngại khổ, luôn phát huy sức trẻ và nhiệt huyết khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng các đơn vị nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn, kiểm soát tốt tình hình xuất nhập cảnh trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong cái thời gian chúng tôi phải căng kéo cái quân số trên biên giới, thì đây là một cái lực lượng hỗ trợ rất là kịp thời. Đây là cái hành trang rất là quý giá để sau khi các đồng chí học, ôn thi tốt nghiệp ra trường, công tác, phục vụ quá trình công tác sau này. Dù còn nhiều thử thách gian nan phía trước, nhưng các học viên biên phòng đã có quá trình học tập rèn luyện, thực tập rất sát với thực tế nhiệm vụ và được mài giũa rất rắn giỏi, chững chạc. Nếu được lựa chọn lại, họ vẫn sẽ lựa chọn là những học viên biên phòng bền bỉ, kiên trung, dũng cảm. Trên những cung đường tuần tra treo leo hiểm trở, hay nơi lán chốt dã chiến, bốn bề gió núi sương rừng, vẫn luôn có những người lính trẻ đầy nhiệt huyết và lạc quan, góp phần cùng các đơn vị nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn, kiểm soát tốt tình hình xuất nhập cảnh trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục lần sau.